Tổng đến thời điểm hiện tại, số tiền gửi về giúp đỡ cho người cha và hai con và chị đó là... Sao con khóc này, nói đi này, để thầy giúp đỡ con này. Thầy giúp đỡ con cứu ba nè. Con phải nói cho thầy biết, thầy mới giúp con được. Mẹ. Ở Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Trà Vinh. Hôm nay thì Đồng quay trở lại tỉnh Trà Vinh để ghé thăm một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Hoàn cảnh đó là người cha bị mổ não, hấp não quý cô chú chị, nằm ôm con trên giường giống như là chờ chết vậy đó. Ở video trước khi Đồng đăng tải hình ảnh của người cha cũng như người con, hai người con gái ôm cha khóc òa thì lấy đi nước mắt của rất là nhiều quý cô chú anh chị. Bên cạnh đó thì người vợ tảo tần, chung thủy nuôi chồng suốt mấy năm, nằm liệt giường như vậy cũng lấy đi rất là nhiều nước mắt của quý cô chú anh chị. Do vậy thì hôm nay Đồng rất là vui quay trở lại thăm gia đình người cha cùng hai người con với một số tiền rất rất lớn. Lát nữa thì Đồng sẽ tiết lộ số tiền đó như thế nào, mà số tiền này thì Đồng cũng rất là bất ngờ luôn. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Bữa hôm Đồng quay thì ở trên này thì có một ngôi nhà của cha mẹ để lại này, nhưng mà hiện tại thì nó mục hết rồi, mấy cây trống á thì đã mục nát hết rồi quý cô chú chị, nên mấy mẹ con với người chồng thì không dám ở trên, chỉ ở cái nhà dưới này thôi. Nhà dưới là hiện tại là một nhà tranh rất là tạm bợ luôn, cũng được bà con cô bác hỗ trợ mỗi người một ít đó. Em chào chị nhé. Chị cứ làm việc của chị đi. Con gái con chào ông bà cô bác đi, con khoanh tay lại. Con chào ông bà cô bác. Giỏi, con gái. Con chào ông bà cô bác. Con chào ông bà cô bác. Đây thì vô đây thì Đồng đang gặp hình ảnh này. Hình ảnh rất là đẹp luôn. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn, em cho chị ơi, cho em cài cái mic cái. Nhưng mà khi mà gặp hình ảnh này là một hình ảnh rất là đẹp này. Đó là hình ảnh người vợ tần tảo chăm sóc người chồng. Không hiểu sao mà anh lại khóc nữa chị. Dạ, xúc động. Dạ, là mình đang làm cái gì đấy chị ha? Mình tập tay chân chọn để giãn cơ, khỏi bị cứng cơ. Đó, vừa vô gặp cái là anh khóc liền. Hình như anh gặp được hình ảnh người chị á, người vợ. Sao lại khóc anh? Tối. Sao ạ? Ồ. Tự nhiên là anh thường xuyên khóc như vậy không? Hôm nay lại khóc nữa rồi này. Anh có thể chia sẻ là anh suy nghĩ như thế nào mà anh khóc không? Là chị ơi, bữa giờ thì không biết được cuộc sống của chị như thế nào chị ha? Dạ, bình thường cũng vậy thôi ạ. Không có gì thay đổi. Ý là ngày nào mình cũng phải tập vậy hay sao chị? Dạ đúng rồi, ngày nào cũng phải tập cho ổng hết. Là cái bài tập này là chị tự hay là ai? Dạ, trên bệnh viện chỉ cho mình. Là tập trên đó là mình ở nhà mà mình tự tập. Dạ. Là mình tập từ trên xuống dưới hả chị? Dạ đúng rồi, từ trên xuống dưới. Là chị sẽ thực hiện những bài động tác xoa bóp hay là mình kéo dáng chân? Dạ, tập tay chân lên xuống. Là sáng giờ là tập được bao lâu rồi? Dạ, sáng giờ cũng tập đi khoảng vài bước rồi, bây giờ mới uống thuốc xong giờ mới tập. Dạ. Thì bữa giờ thì chị có thể chia sẻ là tình hình sức khỏe của anh như thế nào không? Dạ, tình hình sức khỏe dạo này cũng tốt. Dạ. Là anh bữa giờ thì có bị làm sao, có phải đi bệnh viện gì không? Em nghe thông tin là anh mới đi bệnh viện về hả? Dạ có, tại hồi bữa ổng bị sốt cao tới 40 độ rồi. Trời ơi. Cái chở đi bệnh viện Trà Vinh, nó là bị sốt siêu vi với viêm họng cấp. Dạ. Là mình nằm trên đó mấy ngày chị? Dạ 4 ngày. Bữa hôm thì em cũng do gặp hoàn cảnh gia đình á, thì dạ, với mấy bé khóc nữa em cũng
Chưa có hỏi kỹ là cái đợt đó là anh nằm viện là bao nhiêu tháng hay là bao nhiêu lâu trên viện đó chị? Dạ, 8 tháng. 8 tháng. Dạ, đi hồi 25 tháng 3. Đi cho tới 8 tháng mới về. À, 8 tháng là mình là ở trên đó hoài luôn. Dạ đúng rồi, ở trên đó hoài luôn. Cái 8 tháng, khoảng 8 tháng đó thì chắc chi phí hết nhiều lắm chị nhỉ? Dạ đúng rồi. Dạ. Hiện tại thì con số mà chị đi vay bà con này, vay mọi người để lo cho chồng thì mình sẽ nợ bao nhiêu, chị cứ chia sẻ thật đi. Dạ thì mượn để ông đi bệnh viện khoảng 120, 130 gì đó. À. Dạ. Là giờ còn nợ 120, 130. Dạ đúng rồi. Ôi ơi, thì số tiền đó chị tính như thế nào? Dạ cái này cũng từ từ. Hả? Từ từ trả thôi chứ không biết làm sao nữa. Tại vì hiện tại thì chị đâu có đi làm được. Dạ đúng rồi, không có đi làm được. Gia đình thì là hiện tại là 4 người ăn. Dạ. Mà chị không đi làm được thì sao chị có tiền đâu để mà chị trang trải này, khoản nợ đó. Nợ đó thì phải đóng lãi không? Dạ không, tại vì mượn cô chú thì cô chú thương thì cũng không cho có tính lãi. Chị khi nào có thì trả hả? Dạ. Ủa chị hiện tại mà anh mà ăn uống thì sao chị? Là chị đút luôn hả? Hay sao? Dạ, nửa bên người ổng thì ăn được. Tay phải thì vẫn cầm được. À, tay phải vẫn, chỉ là liệt nửa người thôi hả? Dạ, chỉ liệt nửa người thôi ạ. À, rồi là về vấn đề tắm rửa thì sao chị ha? Dạ, tắm rửa thì khi nào trời mát mới tắm, còn bình thường lạnh thì chỉ lau mình thôi. Và khi video trước em thăm chị á, dạ, là bà con nói chị là một người phụ nữ rất là tuyệt vời, không biết chị có đọc bình luận hay không? Dạ. Chị có xem không? Dạ mới có nhưng mà chưa có xem. À, tại rồi. Có người chú mới gửi qua nhưng mà chưa có xem. À, chắc chú xem chú khóc luôn á, thật sự như dạ. Vậy. À, khi em đăng tải video lên mà hình ảnh mà hai con ôm lấy cha khóc òa lên, giống như là sợ mất cha vậy đó. Dạ. Thì lấy đi nước mắt của rất là nhiều quý cô chú anh chị á. Dạ. Và bên cạnh đó thì là quý cô chú anh chị nói là chị là một người vợ rất là tuyệt vời. À, nếu mà nhiều người gặp trường hợp như chị thì là sẽ bỏ chồng, bỏ con, mình đi tìm hạnh phúc mới. Dạ. Chị cứ tạo tần chăm sóc cho anh như vậy. Chị có thể chia sẻ là cái động lực nào mà giúp cho chị gắn bó và thương anh, thương con nhiều như vậy không? Dạ thì nói chung là chồng mình thì mình thương thôi. Còn giả lại còn hai đứa nhỏ, bé còn bé nữa. Mình cố gắng mình nuôi, mình chăm sóc cho bé lớn, cho bé đi học này kia nữa. Rồi để hỏi anh thôi. Coi này ăn uống. Anh ơi, lấy khóc nữa rồi, đừng có khóc coi, khóc mấy bé khóc, con gái qua đây với ba này. Con. Qua đây với chú này. Con đi đường vòng này này. Xuống đây. Đây hai bé rất là dễ thương luôn. Một bé là được đi học hả chị? Còn một bé chưa hả? Dạ, bé này mới có 4 tuổi thôi ạ. Qua đây con gái. Học lớp 1. Hỏi ôm cha coi sao cha lại khóc nữa kìa. Sao anh? Sao lại khóc nữa à? Đừng có trùm mặt vậy, mấy bé sợ á. Bữa giờ ăn uống được không? Được. À, sức khỏe nay thấy sao rồi? Lúc tốt bình thường. Dạ. Sao khóc hoài á? À? Tội nghiệp vợ với. Dạ. Thương hai đứa con. Thương hai đứa con hả? À. Vậy thì anh phải cố gắng nhiều lên. À. Dạ. Có gửi lời gì đến cho vợ không? Nói cho vợ hiểu này, chắc bữa giờ chưa nói với vợ đúng không? Đúng rồi. Sáng tiền hôm nay thì nói gì với vợ đi. Chị lại đây cầm tay anh coi, để anh nói lời gì với chị nè. Nói gì với vợ đi. Tôi đồ nhỏ nhỏ. Ý là anh nói vậy lời gì với vợ để động viên vợ đi. Anh nói gì với vợ đi. Thôi được rồi, nhiều được rồi. Hả? Tôi nhiều được rồi. Nói thương vợ gì đi. Thương. Con gái này, con gái lại đây chú hỏi nè. Bữa giờ con đi học thì sao, con ngoan không? Dạ ngoan. À. À, rồi là bữa giờ có đấm bóp cho ba phụ mẹ không? Dạ có. À, con ngoài con đi học thì một buổi con sẽ làm gì? Ở nhà con sẽ phụ mẹ được cái gì không? Dạ có. Con phụ với gì kể cho chú nghe coi. Con phụ gì? Dọn nhà. À, dọn được không? Nhà sạch vậy là con dọn hả? Con biết quét nhà không? Dạ biết. À, con bé này đi học chưa con? Con đi học chưa? Hả? Chưa. Chưa hả? Con có muốn đi học không? Hả? Con thương ba không? Thương không? Trả lời con dạ. Thương không? Thương. Thương hả? À, quý cô chú anh chị cũng thông cảm, mấy bé này còn nhỏ nhát quá. Đây này, lại đây với ba này. Là hàng ngày là chị là sáng là bóp cho anh như vậy thì cũng hết giờ mất rồi. Dạ. Bóp vậy mình bóp khoảng bao lâu chị? Khoảng 20 phút. 20 phút hả? Dạ.
Ủa, cái não của anh thì nay sao rồi? Dạ vẫn gửi ở trên đó hả? Chưa lắp hả? Dạ chưa. Chị có thể chia sẻ vì sao mình chưa lắp não cho anh, hay là chưa tới ngày, hay chưa đủ sức khỏe? Dạ tại không có tiền. Không có tiền lắp. Ủa, cái lắp này giờ hết bao nhiêu? Dạ tầm 20-30 ạ. Ủa, giờ mà mình có tiền thì mình có lên lắp được não cho anh liền không? Dạ cái này phải hỏi thêm bác sĩ nữa. Tại vì cũng gửi cũng gần 1 năm rồi. Nếu mà 1 năm mình không có gáp vô thì sẽ sử dụng nhân tạo, não nhân tạo chứ cái miếng sọ nhân tạo chứ không có xài được cái miếng của cũ của mình nữa. Ừ. Rồi chị có điện hỏi bác sĩ chưa? Ví dụ giờ mình có tiền á, mình có điện hỏi bác sĩ không? Dạ có chứ. Có tiền mình sẽ hỏi thử coi mình gáp vô thử coi cái tỷ lệ là được bao nhiêu. Nếu mà gáp được thì sẽ gáp, còn nếu mà không được thì mình không cần phải gáp. Nếu mà sức khỏe mình tốt. Ráp vô thì nó có khỏe hơn phần nào không chị? Hay là nó chỉ bảo vệ cái não thôi? À, chỉ bảo vệ thôi ạ. Chứ cái kia vẫn bình thường thôi ạ. Chứ không có gì hết. Ủa là giờ là mấy mẹ con, cha con là sống dưới này hả? Nhà trên không sống hả? Dạ đúng rồi, sống dưới này thôi ạ. Ủa nhà trên là sợ sập hay sao? Dạ vừa sợ sập mà ở trên đó nó hơi nhiều bụi. Hơi nhiều bụi với nó hơi hăng nóng. Tại to nó nóng. Với lại nó bữa hôm em quay là thấy cái cây ấy, nó mục á. Dạ. Hiện tại đây là căn nhà của anh này, che chắn rất là nhiều luôn. Xung quanh thì là hình như là có cái bao bì nào là mình che chắn lại hả chị? Dạ. Tại vì nó sụp quá rồi này, thậm chí là cái cột này này mà cũng dán băng keo luôn này, là dán băng keo hả chị? Dạ, dán băng keo tại mọt á, dạ. Mọt ăn này. Rồi bên này nữa này, rách nát hết rồi. Rất là thương luôn. Ủa hiện tại là tối là anh ngủ đây. Dạ. Và chị với hai con là ngủ bên này hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì bữa giờ thì chị là cứ suốt ngày ở nhà với anh vậy thì có làm công việc gì thêm không? Dạ không làm được công việc gì á, tại vì còn đưa bé đi học nữa, ngày học 2 buổi. Rồi em đang thắc mắc là suốt khoảng thời gian gần 1 năm đó thì chị lấy tiền đâu để xoay sở tiền cơm này, cơm áo gạo tiền cho mấy bé này? Tại cũng mới về đây 2 tháng thôi. Tại vì cũng có tiền lương của ổng. À anh giờ thì có lương không? Dạ có lương. Rồi một tháng được nhiêu? Dạ được 1.080.000. 1.080.000. Dạ. À rồi 1.080.000 thì chắc đâu đủ tiền thuốc cho anh hả? Anh hiện tại có phải uống thuốc hàng ngày không chị? Dạ uống thuốc hàng ngày. Dạ. Một ngày vậy thì anh sẽ uống khoảng, hay là một tháng là uống khoảng bao nhiêu tiền? Uống một tháng. Dạ. Tiền thì bảo hiểm nó chi. Mình chỉ tốn tiền xe để đưa ổng đi thôi ạ. Tiền bảo hiểm nó chi, tiền bảo hiểm mua thuốc. Là anh có thẻ bảo hiểm miễn phí hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Bảo hiểm nhà nước. Bảo hiểm người dân tàn tật. À, đặc biệt của người tàn tật á. Anh giờ thì có điều ước gì không? Ước có sức khỏe, có được cái nhà. Ước sức khỏe hả? Sức khỏe ra trước ha. Sức khỏe thì mình có tiền, sức khỏe mình làm được, mình có nhà đúng không anh? À đúng. Giờ thì bác sĩ nói là khả năng mày hồi phục là bao nhiêu phần trăm chị? Anh có thể đi lại được không? Dạ cái này cũng do mình á. Do mình động lực chứ do ổng có ý chí nữa. Dạ. Chứ này bác sĩ cũng không chẩn đoán được khi nào mà đi bình thường. Dạ. Do bản thân mình. Dạ. Do người nhà với do. Ủa, giờ hàng ngày vậy thì mình có dìu anh đi lại không? Dạ. Dạ có. Ủa mỗi lần mà dìu vậy thì chị sao dìu được anh thì nặng á? Dạ đỡ ổng thì ổng cầm gậy. À, rồi đi được không? Dạ được, đi được nhưng mà ít. Đi hơi chậm hơn người ta vậy đó. Dạ, là tập dần anh ha. Dạ đúng. Chứ anh cứ nằm vậy là riết là nó teo cơ luôn á. Chắc khi mà chăm anh vậy chị cũng mất ăn mất ngủ rất là nhiều. Em thấy chị như là thiếu ngủ rất là nhiều chị ha. Dạ. Hay là chị buồn về vấn đề gì? Dạ cũng đêm cũng lo cho ổng lạnh này kia rồi bé nữa. Ở sáng công anh tranh thủ sáng dậy sớm cho anh nấu đồ ăn cho bé đi học này kia. Thì như cái nhà này mà mưa lớn em nghĩ nó dột chị, dột không? Dạ dột. Dột vì bên này nó tạt này. Dạ. Dạ. Chị cứ quay lại đây trò chuyện xíu coi. Lo thương chồng quá quên mất bản thân mình đây. Có bao giờ mà có ai mà nói chị là ôi ông kia sao vậy, sao không bỏ ông cho rồi đi lấy người khác cho sướng? Có bao giờ ai nói với chị vậy không? Dạ cũng có chứ. Người ta nói sao? Thì người ta cũng nói là bệnh này kia lo làm gì. Nói chung vợ chồng rồi sao mà nói chung là bỏ được. Là người ta cũng nói vậy. Dạ cũng có nói. Mà khi nói vậy thì chị sẽ suy nghĩ thế nào?
Dạ thì nói chung thì vợ chồng thì sao nói bỏ là bỏ. Dạ lại mình có còn hai con nhỏ nữa, mình phải cố gắng chăm lo cho hai đứa nhỏ đi học này kia. Có bao giờ mà trong đầu nửa đêm mà nằm mà chỉ thoáng qua trong đầu là nói hay là mình từ bỏ mọi thứ, mình trốn khỏi nơi đây, có không? Không, không bao giờ suy nghĩ chuyện đó nữa. Tại vì còn hai con nhỏ, mình phải thương hai con nhỏ mình nữa. Dạ. Nhiều người mà rơi vào hoàn cảnh của chị á, người ta sẽ bỏ trốn một nơi nào đó để có cuộc sống tốt hơn. Chứ ở đây giống như là mình sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân của mình này, chôn vùi mọi cái tương lai của mình vào nơi này rồi. Thì em cũng ý là mọi quý ông bà cô bác thương chị là thương về cái đó đó. Thương là thương chị là một người vợ rất là tuyệt vời á. Thật sự luôn anh ha. Anh thấy chị tuyệt vời không anh? Tuyệt vời. Tuyệt vời number one hả? Lâu lâu vừa cười vừa khóc luôn á. Dạ. Thì bình thường là anh có khóc nhiều không chị? Dạ không, có người tới thăm thì ông xúc động nhiều hơn. Tủi thân hả? Dạ đúng rồi. Sau mỗi lần mà lần trước em gặp chị và là kể cả lần này thì em cũng thấy chị cứ rưng rưng nước mắt. Không bao giờ cái khóe mắt của chị mà không có nước mắt hết. Là sao chị có thể chia sẻ cho ông bà biết được không? Cảm xúc của chị hiện tại á. Nói chung là ông bệnh thì cũng khổ lắm. Lo cho ổng này kia rồi hai đứa con nữa. Dạ. Làm nói chung là không có đi làm được, nói chung ổng có ra tiền cũng hơi lo. Dạ. Nghĩa là mình lo cơm áo gạo tiền. Dạ, lo cho tương lai của hai con. Dạ. Dạ. Sợ hai con mai mốt này thì không có tương lai đúng không chị? Dạ đúng rồi. Giờ nếu mà có một điều ước á, chị sẽ ước điều gì chị? Có ước thì có số tiền để cho ổng thuốc thang cho hai bé đi học. Dạ. Chị ước vậy thôi hả? Dạ. Khi mà nghe được những cái tâm sự của chị á, những lời nói ra nói vào, người ta cũng bàn luận là giống như chị nói ha. Dạ. Nói ông đó bị bệnh vậy sao ông chăm sóc chi, bỏ đi tìm hạnh phúc mới đi cho nó sướng cái thân hơn, đúng chị? Ý là người ta nói vậy. Dạ. Nhưng mà nhiều khi nói vậy thì chị có bị lay động cái tâm trí của mình không? Dạ không, không có. Thực sự là không những là thương chồng mà mình còn hai người con nữa, đúng chị? Dạ đúng rồi. Mình giờ nghĩ cái viễn cảnh mà mình mà tự nhiên mình đi thì không biết thì hai người con này thì ai lo này. Dạ đúng. Đó, con gái ngoan không? Đi chơi xíu xuống bóp chân cho ba kìa. Con gái lớn này rất là thương luôn này. Bữa hôm gái lớn này là khóc làm nhiều ông bà khóc theo con lắm này. Con gái. Con gái lại đây thầy hỏi coi. Con thì có thương ba nhiều không? Dạ nhiều. Con nói gì với ba đi để cho ba vui, ba chữa hết bệnh này. Con nói gì lời đi với ba không? Dạ có. Nói gì với ba? Ba mạnh khỏe. Rồi gì nữa? Hả? Lên ôm ba cái coi. Đấy. Đó, hình ảnh này là được rất là nhiều ông bà cô bác đồng cảm này, cũng như là nước mắt này của nhiều ông bà cô bác đã rơi vì hình ảnh này này. Một em bé tuy nhỏ nhưng mà thấy ba như vậy rất là hiểu chuyện luôn. Rồi con gái hôm nay lại khóc nữa rồi, sao khóc ạ? Hả? Con quay lên đây nè, con trả lời cho thầy biết đi. Nhanh nè, thầy gửi tiền ông bà lớn lắm cho ba chữa bệnh. Sao con khóc? Sao ạ? Sao con? Nói chuyện nghe con. Tại nó khóc nó ít nói lắm. Đi hả? Dạ, không ít nói. Rồi, con gái khóc, anh cũng khóc theo luôn hả anh? Dạ. Trời ơi, nhìn mình nhận. Con ước, con có điều ước gì cho ba không? Nói này để ông bà cô bác lúc này con ước gì không? Con ước gì nói lớn lên này, nhìn lên đây này, nhìn lên đây con nói cho ông bà cô bác biết này. Ước ba hết bệnh mạnh khỏe. Chị ước vậy thôi hả? Con có ước con có đồ đẹp không? Dạ có. Con muốn ba hết bệnh không nè? Con muốn cho ba hết bệnh không? Dạ muốn. Con nhìn lên đây con nói với ông bà gì này? Để cho ông bà cô bác giúp con này. Hả? Con nói sao nhìn lên đây nè? Hả? Con nói sao? Nói là muốn cha hết bệnh, đúng không? Muốn cha khỏe mạnh, đúng không? Thì con nói đi.
Con ước sao? Con nói lại lần nữa. Ba mẹ bệnh. À, rồi sao nữa? Bạn khỏe, đi đứng. À, rồi con muốn ba chở con đi chơi Tết không? Dạ muốn. Muốn ba chở con đi mua áo mới không? Thường thường thì bé có hay khóc như vậy không chị? Dạ cũng ít lắm. Dạ. Cũng ít lắm. Là chỉ khi mà nhìn cha nhìn mẹ khóc thì bé giống như là con bé cũng hiểu chuyện đó chị ha. Dạ. Bé thì hiện tại là hồi nãy chị chia sẻ là học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 1. Dạ. Là giờ cái chi phí bé đi học thì hết nhiều không chị? Dạ không có nhiều, dưới quê không có nhiều lắm. Ừ. Chỉ có tiền ăn mỗi ngày thôi. Dạ. Là hiện tại là sáng là chị lo cho con cái đi học rồi là về chăm chồng. Dạ đúng rồi. Là chị cứ quay quẩn trong cái căn nhà này chứ đâu được đi đâu đâu. Dạ đúng rồi. À. Ý là kể từ ngày mà chồng bị dậy thì chắc chị chưa có một ngày nào được nở nụ cười và chưa có ngày nào mà chị được thảnh thơi nhỉ. Dạ cũng cố gắng thôi ạ. À, có bao giờ chị ước là mình có một ngày nghỉ không? Dạ, chị cứ nói thật chứ. Đi. Dạ, cũng muốn. Có bao giờ mà chị thấy kiệt sức không? Dạ cũng có. Dạ, nhưng lúc đó thì chị nghĩ như thế nào? Thì mình cũng gắng cố gắng thôi. Dạ. Dù mệt nhưng mà phải gắng cố gắng. Dạ. Lo cho con với cho chồng. Dạ. Thì hôm nay em Thanh lại thăm lại gia đình mình á. Đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe gia đình mình chị. Sau đó thì em sẽ công bố một số tiền rất lớn dành tặng cho gia đình mình. Em rất là vui luôn, thật sự mà khi mà em thăm hoàn cảnh gia đình mình á. Dạ. Mà được nhiều ông bà cô bác thương yêu như vậy thì em cũng rất là vui. Dạ. Tại vì ngoài giúp đỡ cho anh có cuộc sống và có sức khỏe thì còn giúp đỡ cho chị một phần nào trong cuộc sống. Dạ. Bây giờ thì em sẽ công bố danh sách quý nhà hảo tâm gửi số tiền rất lớn dành tặng cho gia đình mình nhé. Dạ. Trước khi công bố danh sách thì em thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thì luôn nhiều sức khỏe chị ha. Dạ. Rồi chị dịch xuống đây với em đi. Con gái đứng im coi. Đứng yên, ông bà cô bác mới thương nha. Không thì con lên với chị đi. Con lên ôm ba với chị đi. Lên ha. Đây ha. Mày giúp. Đây con ngồi dưới này nè, đó, cho ngoan nha. Rồi ngồi xuống rồi. Rồi bây giờ thì đầu tiên là em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Bây giờ thì Đồng sẽ xin phép công bố danh sách quý nhà hảo tâm gửi số tiền về giúp đỡ cho vợ chồng anh chị. Đó là chị, đầu tiên là chị Mỹ Lệ gửi 50 USD đổi ra được 1.200.000 đồng. Cô Kim ở Nguyễn Tri Phương gửi 1.200.000 đồng. Cô Yến ở Đà Lạt gửi 1.000.000 đồng. Võ Ngọc Anh gửi 1.000.000 đồng. Em Trinh gửi 500.000 đồng. Đông Tống Quốc Thông gửi 1.000.000 đồng. Tài khoản thẻ 4 số cuối 6405 gửi 300.000 đồng. Em Sao Băng gửi 500.000 đồng. Đoàn Thị Chi ở quận 2 gửi 2.000.000 đồng. Ông bà Út Dư Ga ở Di An 500.000 đồng. Bùi Thị Minh ở Hà Nội 500.000 đồng. Cô Cẩm quận 12 500.000 đồng. Trần Lệ Thị Hồng 500.000 đồng. Dì Tiên ở bên Mỹ gửi 1.000.000 đồng. Nguyễn Thị Hiến gửi 300.000 đồng. Tường và Quân gửi 200.000 đồng. Thái Thị Tú gửi 1.000.000 đồng. Vợ chồng chị Thảo gửi là 2.400.000 đồng. Anh Thái Bình Dương gửi là 100 USD đổi ra được là 2.420.000 đồng. Chị Hằng ở Phú Mỹ gửi là 100.000 đồng. Anh Sang Nguyễn gửi là 3.000.000 đồng. Cô Nguyệt ở Úc gửi 1.633.000 đồng. Ngân ở quận 7 gửi 2.000.000 đồng. Đỗ Phi Yến gửi 1.000.000 đồng. Trần Thị Lê Quyên gửi là 200.000 đồng. Lúc Si Nguyễn, Lúc Si Lê gửi là 4.000.000 đồng. Lê Văn Thành gửi 500.000 đồng. Cô Năm Giấu Mặt gửi gia đình mình là 2.000.000 đồng. Hai vợ chồng Quang Hiền và Kim Huệ gửi cho gia đình mình là 32.520.000 đồng. Chị Hoa Trương gửi là 150 USD đổi ra được là 3.630.000 đồng. Cô Ngọc Lan gửi 300.000 đồng. Chị Nhiên ở Đài Loan gửi 1.000.000 đồng. Chị Phương Đông gửi là 4.000.000 đồng. Cô Nhung, chị Tamila và anh Tông La gửi là 10.000.000 đồng.
Tổng đến thời điểm hiện tại, số tiền gửi về giúp đỡ cho người cha và hai con và chị đó là 83.903.000 đồng. Xin chúc mừng anh chị nhé. Chị cảm xúc hiện tại như thế nào khi mà được số tiền lớn như vậy chị? Dạ cũng mừng lắm, có tiền coi trang trải hàng ngày. Chị thấy ông bà cô bác thương gia đình mình nhiều không? Dạ thương. Ngoài những số tiền mà gửi về thì em cũng gửi lời những lời từ quý cô chú anh chị ký nhà hảo tâm đến gia đình mình, đó là gửi lời là hỏi thăm sức khỏe anh, những cô chú anh chị ký nhà hảo tâm á, là nói với anh là cố gắng lên, cố gắng ăn, cố gắng tập luyện để cho nó hồi phục cơ thể, không để cho bị teo cơ. Và chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, chúc cho chị và hai cháu cũng nhiều sức khỏe. Dạ. Đó là những lời ngoài số tiền vật chất thì đó những lời động viên tinh thần mà quý nhà hảo tâm gửi tặng cho gia đình mình chị ha. Dạ. Không biết thì hiện tại thì chị có tài khoản không? Dạ không có, nhà không có xài. Giờ thì không có xài mà nhà này thì chị trước giờ không có số tài khoản luôn à? Dạ đúng rồi. Anh có số tài khoản không anh? Dạ anh cũng không có luôn. Rồi mình có người thân nào mà có số tài khoản mà mình thân thiết không? Dạ không có. Quê ít có ai xài tài khoản lắm. Giờ thì em sẽ đưa cho tỷ tiền mặt thì không biết có làm sao không này. Tại dạ, vì có gì thì em cố gắng gìn giữ thôi chứ giờ. Chị chờ chị trước giờ mà chưa xài tài khoản bao giờ dạ, hả? Dạ đúng rồi, không biết xài tài khoản. Trước giờ chị chưa đi làm công ty hả? Dạ không, không có làm công ty. Wow. Chị có làm ngoài thôi. Dạ. Chị có hội hôm nay thì có chị hội phụ nữ này, bữa hôm có giới thiệu cho đồng, em mời chị vô đây chị. Và thông báo với bên chính quyền là hiện tại số tiền gửi về cho gia đình mình, giúp đỡ cho gia đình là 83.903.000 đồng. Mà hiện tại chị không có số tài khoản. Thì hay là cô giúp chị đi mở cái tài khoản đi. Rất là dễ, chị có căn cước không? Dạ có. Chị có căn cước. Chị mở cái tài khoản rồi là em sẽ chuyển tiền vào đó cho chị là an toàn nhất. Mở tài khoản hình như là có số tài khoản liền. Dạ. Cô thì bên địa phương có hỗ trợ được phần này không cô? Được. Dạ. Ý là hỗ trợ giúp chị đi mở cái tài khoản á. Chứ số tiền lớn như vậy mà đưa tiền mặt cho chị thì chị là xài dần chứ không phải là xài một lúc. Ví dụ chị cần đóng một lúc thì ví dụ như em sẽ đưa cho chị được. Cái này là để chị xài dần cuộc sống á, lo thuốc thang cho anh với lại bệnh cho anh và hai con nữa. Thì để trong đó chị có đó chị chi tiêu hàng ngày. Chứ bây giờ mà đưa cho chị một lần vậy, chị đi mở tài khoản đi. Em nói thiệt á, trước gì trước sau gì mình cũng phải mở tài khoản. Em có số điện nào giờ mình không có xài, mình không có rành, không biết. Dễ mà. Dạ rút không biết rút thiệt. Ý là ra đó mở. Sao? Là gửi bên cô rồi. Không. Con sẽ trao trực tiếp gia đình, con không qua chính quyền địa phương được. Chị cứ đi mở đi. Là ra đó thì nhân viên sẽ hướng dẫn cho chị. Tại vì số tiền mà 1-2 triệu thì em đưa cho chị được. Giống như lần trước em ghé đó. Thì em đưa cho chị được. Còn số tiền này lớn thì chị có số em rồi. Ví dụ như chị mở xong tài khoản, chị chỉ cần nhắn tay tài khoản cho em. Thì em sẽ... Ví dụ như hôm nay, chiều nay chị đi mở luôn này, chị có số tài khoản. Là tối em chuyển cho chị luôn. Và em sẽ gắn cái phần chuyển đó lên cái video này luôn, để cho ông bà cô bác thấy luôn. Chiều nay chị đi mở cho em luôn. Mà mở nhưng mà không biết mở qua ngân hàng nào. Ngân hàng nào cũng được. Ngân hàng nào cũng được, hồi 1 giờ mấy rồi đi. Cái ngân hàng nào mà gần nhà chị nhất và có cái cây rút tiền gần nhà chị nhất là chị mở cái đó cho em. Nhận thông tin á, để em làm video cho nó công khai cho quý mạnh thường quân biết á, là em chuyển số tiền, không biết chị đã nhận được chưa? Dạ nhận được rồi. Dạ là bao nhiêu tiền chị ha, chị có thể đọc cho em biết được không? Dạ 80 triệu ạ. Dạ dạ. Tại vì chiều nay em làm cái video á, em phải có cái đoạn công khai hình ảnh của chị lên á. Không thì mình chỉ chụp cái tin nhắn thì cũng không biết gửi cho ai á. Tại vì em cũng muốn cho mình minh bạch cho chị ạ. Dạ. Dạ, vậy chị nhá, vậy là mình nhận đủ rồi chị ha. Bữa hôm em đưa cho chị là 3 triệu 9 trước đúng không? Dạ. Của mình là 83.900. Là người làm chứng này. Là con chị có chị, cô mở cho đúng chính chủ của chị nha. Giờ con thì nói thật là nhà hảo tâm là thương gia đình thì muốn trao trực tiếp cho gia đình.
nhiều khi cô muốn tốt là cô nói là gửi bên cô chính quyền cũng được, nhưng mà cái con cũng làm theo nhà hảo tâm á. Rồi chị để chiều cô sẽ chở Út đi làm thẻ, rồi xong rồi làm được rồi cô điện đồng liền. Vậy thế này, bây giờ là cái em sẽ trao cho chị số lẻ đi, để chị có chi phí sinh hoạt những ngày tới khỏi virus là 3.903.000. Còn chị mở thẻ xong em sẽ chuyển vào tài khoản của chị là 80 triệu. Là hết đúng không chị? Của mình là 83.903.000. Giờ em sẽ đưa cho chị là 3.903.000. Tại vì thực sự là tiền thì em đưa sẵn đây rồi, nhưng mà cái nhà chú ý của chú chị này, nhìn đằng sau này đâu có cửa nào gì đâu. Ngồi im em, giữ được rồi. Im lỡ vô thẻ từ từ. Chị thì em sẽ gửi cho chị cái lẻ trước đi, 3.903.000. Cái này là 1 này chị. 2. 3 triệu. Wow. 900.000 đồng. 500, 6, 6, 7, 8, 9. Vậy là giờ là em gửi cho chị là 3.900.000 rồi đúng không? Chị đếm lại coi đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ là của gia đình mình là còn 80 triệu. Chiều mà chị mở tài khoản xong, em sẽ bắn vô luôn. Là em sẽ chụp cái giao dịch đó lại, em sẽ gắn ở video này luôn, cho nó công khai minh bạch. Rồi. Cuối video thì chị có gửi lời gì đến quý ông bà cô bác không? Dạ có ạ. Dạ gia đình cũng cảm ơn quý nhà hảo tâm và quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước ủng hộ cho gia đình em một số tiền để em chữa trị thuốc thang hàng ngày cho chồng và mua gạo với có tiền cho hai bé đi học ạ. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Rồi con gái này, con gái gửi lời gì đến ông bà cô bác, con khoanh tay lại này. Con cảm ơn ông bà cô bác đi con. Con cảm ơn ông bà cô bác đã giúp con chữa bệnh cho ba. Đã giúp con chữa bệnh cho ba. Con chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Con chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Đại diện bên chính quyền địa phương thì cô thì thay mặt chính quyền địa phương gửi lời gì đến quý nhà hậu tâm không? Tôi thì Quỳnh Thị với ba chi hội trưởng phụ nữ của ấp Trung Thiên, xã Trường A. Thì tôi xin đại diện cho gia đình là xin chân thành cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ được 83.900.000 đồng cho em Út này để chữa bệnh cho chồng và cho lo cho hai đứa bé ăn học. Thì tôi rất chân thành cảm ơn. Thì em Út này là không có cái tài khoản, thì tôi hứa là 1 giờ chiều nay tôi sẽ chở em Út này đi ra đến ngân hàng để mở tài khoản để gửi vào đó 80 triệu đồng. Còn cái phần lẻ thì 3.900.000 em Út nhận để mua đồ ăn lo cho chồng trước. Dạ, dạ. Xin hết rất chân, tôi rất chân thành cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cái hoàn cảnh khổ của em Nguyên này. Dạ dạ. Rồi anh, sao lúc đầu cũng khóc mà giờ nhận được số tiền lớn cũng khóc vậy? Mừng. Anh chia sẻ cảm xúc của anh hiện tại được không? Mừng lắm. Mừng hả? Cảm. Anh có gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Xin chân thành cảm ơn. Dạ. Ông bà cô bác đã giúp đỡ hai vợ chồng tôi số tiền. Có lời chúc gì ông bà cô bác không? Ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi anh cũng ráng lên ha. Dạ. Cố gắng không? Cố gắng nhiều không? Cố gắng. Hứa cố gắng đập. Dạ. Hứa cố gắng đập. Dạ dạ. Vì hết mau hết bệnh. Dạ. Rồi thì chị ha, hôm nay thì chị cứ yên tâm đi, chị ra mở đi, cô làm chứng cho con nha. Chiều mà chị này có tài khoản thì cứ gửi số tài khoản cho em. Rồi em sẽ bắn vô cho chị là 80 triệu đồng. 80 triệu đó thì chị có nợ cái nào mà cần trả gấp thì chị cứ trả dần đi. Cái nợ nào mà vay mà ô anh nay ngồi được dậy này, vui quá ngồi dậy luôn. Phải không anh? Sao hôm nay cố gắng ngồi dậy rồi? Anh hả? Dạ. Vui hả? Ừ. Đây cái phần nửa bên não của anh này. Là cái não bên này nè. Nửa muốn nửa cái đầu. Rồi nay coi vui quá, được ông bà cô bác giúp số tiền lớn quá, vui quá, có động lực đứng dậy luôn hả? Tự nhiên nghe người nó khỏe liền đúng không anh? Đứng chưa được.
Ý là khi mà nghe ông bà cô bác giúp vậy á, thấy trong lòng phấn khởi đúng không? Số tiền lớn anh ha. Xúc động quá không nói được luôn. Con gái ơi, đây vô đây con. Khanh nè. Không sao đâu. Thôi thì chắc Đồng cũng một lần nữa thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và cảm ơn quý cô chú chị rất là nhiều. Nhân dịp thì cũng sắp hết Tết đến rồi chị ha. Cũng gửi lời chúc cho quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thôi được rồi, hồi nãy cảm ơn rồi, ngoan nha. Cố gắng nghe lời ba mẹ nha. Học giỏi nha, cho ba khỏe nha. Dạ. Thì chắc gia đình và Đồng chào quý cô chú chị.